Xin chào quý vị và xin chào các bạn. Thú vị, hôm nay là ngày 16 tháng 12 năm 2021. Ngày hôm nay Ngọc xin chia sẻ một số cái nội dung của những cái bài báo lớn. Họ nói về tình hình lạm phát, họ có những cái cuộc khảo sát, rồi bên Fed, bên chính phủ họ dự kiến tăng lãi suất tiền vay năm 2022-23 nó có sẽ tăng hơn, và điều này nó làm cho cái giá nhà nó giảm xuống hay không. Tại vì Ngọc cũng thích tìm hiểu về thị trường đầu tư. Đầu tư chứng khoán, rồi đầu tư nói chung là nhà cửa vân vân, thì Ngọc cũng rất là thích tìm hiểu về những cái vấn đề này, cho nên là Ngọc cũng nhiều chuyện một chút xíu về những cái bài báo này quý vị ha. Thì ngoài ra thì Ngọc cũng muốn chia sẻ cho quý vị về cái cập nhật liên quan đến cái gói 1.700 tỷ. Có thể cái gói này sẽ bị trì hoãn đến năm 2022 chứ không có thông qua như cái sự mong muốn của lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer là thông qua trước ngày lễ Noel. Thì ở đây một số bài báo họ chia sẻ là cái mức lạm phát hiện giờ nó không còn là 6.9% nữa, mà nó tăng lên là 9.6%. Cũng hai con số đó mà nó đảo nhau thì bây giờ lạm phát nó tăng quý vị. Hồi trước á, thì người ta dựa vào những cái tình hình lạm phát và người ta quyết định là sẽ tăng cái tiền an sinh xã hội là 5.9%. Nhưng mà thật sự tăng 5.9% là nhiều á, nhưng mà cái gì nó cũng tăng hết thì cái tiền mà mình lãnh nhiều á nó cũng ra hết rồi, nó không động vô túi mình đâu hết quý vị, nó ra thậm chí ra còn thâm nữa đó. Thì ở đây có rất là nhiều bài báo họ chia sẻ, ví dụ như tờ báo CNBC. CNBC á thì họ nói rằng á là trong những cái năm gần đây á, trong cái recent history, thì đây là lần đầu tiên mà lạm phát nó làm cho những người giàu, những người có trong tay là triệu đô, những người triệu phú cảm thấy là lo lắng rất là nhiều đây, và lạm phát là mối lo ngại nhiều nhất, mối lo ngại lớn nhất trong lịch sử luôn. Lịch sử là lịch sử gần đây quý vị ha. Thì dĩ nhiên bản thân Ngọc á, Ngọc cũng rất là lo về cái tình hình lạm phát, vật giá nó leo thang như vậy thì nó ảnh hưởng đến cái tiền tháng của mình phải chi ra, đúng không quý vị? Rồi tiền tháng chi ra thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái số tiền để dành của mình, rồi nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống của mình. Nhưng mà mình cũng phải chấp nhận cái điều này, chứ không có thì lấy gì đâu mà ăn, lấy gì mà tiêu xài không quý vị. Miễn rằng là mình có cái công việc làm, có cái nguồn thu nhập thì mình cũng có gém liệu cơm gắp mắm, rồi mình cũng qua cái đợt này. Nhưng mà bên chính phủ họ phải có cái biện pháp giải quyết. Chứ còn bản thân Ngọc thì Ngọc chỉ đọc nghe hiểu thôi. Bây giờ chính phủ họ nói gì thì Ngọc sẽ chia sẻ quý vị ha. Thì ở đây trên tờ báo foxbusiness.com thì họ cũng có những cái ý kiến khảo sát người dân. Cái khảo sát này được thực hiện vào ngày 11 đến ngày 14 tháng 12 năm 2021, như vậy thì cũng gần đây thôi, cách đây mấy ngày thôi. Thì cái khảo sát này có hai câu hỏi chính mà Ngọc muốn chia sẻ trước ha. Hai câu hỏi Ngọc muốn chia sẻ trước là cái câu thứ nhất á, là cái vấn đề lớn nhất mà hiện giờ mình phải đối đầu trong cái tình hình kinh tế hiện giờ đó là gì, thì 36% trả lời là lạm phát, inflation, giá cả nó leo thang, và những phần trăm còn lại nó liên quan là đến chuyện là chính phủ chi tiêu nhiều, chính phủ có thể là bị vỡ nợ, rồi cái việc phân biệt về income thấp rồi income cao, rồi cái vấn đề về những cái nguồn cung nó hạn hẹp, rồi thị trường lao động hạn chế. Thiếu thiếu lao động, nguồn cung thiếu thiếu lao động, nhưng mà cái nguồn cầu thì cao đó, đặc biệt là trong cái mùa lễ này, và những cái quy định của chính phủ ha. Thì cái câu hỏi thứ hai thì người ta hỏi rằng là như vậy thì lạm phát nó ảnh hưởng về kinh tế đối với bạn như thế nào trong vòng 6 tháng qua, thì 67% là người ta nói rằng là ảnh hưởng rất là lớn trong vòng 60 trong vòng 6 tháng vừa qua. Đó là cái câu hỏi thứ hai. Nếu như quý vị được hỏi những cái câu hỏi này thì quý vị sẽ trả lời như thế nào quý vị? Có ảnh hưởng hay không? Thì nếu như quý vị đồng ý với cái kết quả về số đông như vậy thì quý vị hãy cho Ngọc xin số 1 quý vị ha. Hoặc là quý vị có thể bỏ một chút thời gian để lại comment say hi. Và Ngọc cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn luôn đồng hành ủng hộ kênh của Ngọc bằng cách cho Ngọc xin cái like, share và đăng ký kênh quý vị ha. Thì ở đây có một cái điều nữa là cái vấn đề tăng lãi suất á, liệu rằng
chính phủ sẽ tăng lãi suất trong năm 2022 thì giá nhà nó có giảm hay không? Thì ở đây cái projections thì hiện giờ theo cái tờ báo New York.com thì hiện tại Fed họ nói rằng là có thể quý vị nha, có thể nó sẽ tăng lãi suất, tức là bên Fed họ sẽ tăng lãi suất trong khoảng cuối năm 2000 quý 2, quý 3 năm 2022 và tiếp tục tăng như vậy đến năm 2023. Đến cuối năm 2023 thì có thể lãi suất nó sẽ là 2.125. Đó là cái lãi suất bên Fed thưa quý vị. Hiện giờ lãi suất bên Fed á là khoảng gần như là 0%, mà đến tay mình là cũng đã 2 chấm mấy 3 chấm rồi. À, bây giờ nếu như mà lãi suất bên Fed tăng lên 2 chấm mấy á, thì tới tay mình chắc còn là mình phải bỏ ra mình vay với cái chấm lời chắc là gần 4% hoặc là 4.25%, hoặc là thậm chí nếu như mà cái hồ sơ của mình không tốt có thể là nó tăng tới là 4.5% chẳng hạn, mà 4.5% là rất là cao quý vị. Nếu như quý vị đầu tư mà với cái lãi suất như vậy thì nó hơi cao, thì tùy theo cái trường hợp cụ thể của mình mà mình thấy cao hay thấp và cái độ chịu đựng cái tiền ray của mình như thế nào quý vị ha. Thì đây là cái dự kiến hồi trước và đây là cái dự kiến hiện thời quý vị nha. Quý vị thấy không? Đó, thì có thể hồi trước á thì họ nói có thể là cuối năm 2023 thì sẽ tăng lãi suất cao nhất là 1.625. Bây giờ họ nói rằng là có thể là cao nhất là 2.215. Thì nếu như mà lãi suất nó tăng như vậy thì cái thị trường nhà đất có giảm hay không? Thì thật sự chờ tương lai sẽ trả lời. Tại vì hiện giờ đối với bản thân Ngọc thì Ngọc nghĩ rằng thị trường nhà đất nó không không giảm một cách là đi xuống thẳng thừng như năm 2028 đâu, 29 đâu quý vị. Tại vì sao? Tại vì hiện giờ là tỷ lệ thất nghiệp giảm nè, lương bổng thì cũng cũng thấy là cũng tăng đó. Rồi nhu cầu mua nhà cũng vẫn còn đó và cũng còn khá là cao. Nếu như mà có những cái short sale, những cái giá tốt, những cái foreclosure, nhà băng bị kéo, thì Ngọc nghĩ rằng những nhà đầu tư quý vị họ sẽ mua liền. Tại vì hiện giờ thị trường nhà đầu tư mà để tìm một cái căn nhà giá tốt để đầu tư rất là chua, đặc biệt là ở những cái thị trường nóng hổi như là thị trường của California, thị trường của Austin, Texas. Quý vị thấy rằng những cái thị trường đó, trời ơi, giá nhà giành giật nhau mà mua giá cao luôn. Không biết tiền đâu mà nhiều dữ vậy. Còn thị trường chứng khoán thì dạo gần đây là mấy ngày gần đây là liên tục giảm luôn. Đó. Rồi bây giờ đối với cái gói 1.750 tỷ đó quý vị, thì quý vị nghĩ rằng cái gói này nó làm cho lạm phát trở nên tồi tệ hơn hay không quý vị? Thì nhiều khi mình cứ nghĩ rằng là bây giờ thôi, bây giờ cứ cần công việc làm, rồi mình đi làm, rồi mình liệu cơm gắp mắm, rồi cũng qua cái thời điểm này, rồi sau đó sẽ đi là kinh tế đi lên trở lại thì mình sẽ làm ăn khấm khá hơn, công việc ổn định hơn, rồi có tiền để dành này kia khác nọ. Thì ở một cái vị trí của một người dân thường thì mình nghĩ như vậy. Ở một vị trí của nhà kinh tế, làm kinh tế, rồi ở một vị trí của nhà làm chính trị thì có thể là họ sẽ nghĩ khác hơn một chút. Rất là nhiều ý kiến cho rằng là cái gói 1.750 tỷ này sẽ là một cái gánh nặng cho nền kinh tế, nó có thể làm cho tình hình lạm phát trở nên là tồi tệ hơn, cao hơn, nó tăng tiếp tục tăng chứ không có giảm. Nhưng mà đối với Tổng thống Biden và những người đại diện của Đảng Dân chủ thì họ nói rằng là cái gói 1.750 tỷ này sẽ cho tiền người dân nhiều hơn. More money in their pockets. Đó là theo như lời của Tổng thống Biden. Nhưng mà những người bỏ phiếu họ nói rằng là Tổng thống Biden hiện giờ đang làm cho cái tình hình kinh tế, tình hình lạm phát nó tồi tệ, nó worse, making inflation worse. Như vậy thì không tốt chút nào. Và hiện giờ cái approval rating, cái số người ủng hộ Tổng thống Biden đó, nó bắt đầu giảm quý vị, giảm giảm ở mức rất là thấp. Tại vì hiện giờ tình hình kinh tế nó không cải thiện, lạm phát nó tăng quá cao, cái gì nó cũng tăng hết thì làm cho người dân bắt đầu là lo ngại, lo sợ, thực sự là lo sợ hẳn hoi. Thì cái câu hỏi trong cái survey này người ta cũng đặt ra đó là gì? Cái gói social spending của Tổng thống Biden, cái gói 1.750 tỷ PPP plan, thì cái này nó sẽ làm đẩy cái tỷ lệ lạm phát nó cao hơn, xa hơn nữa hay không? Thì 46% họ đồng ý cái điều này.
Và 21% họ nói rằng cái điều này sẽ giảm lạm phát, và 28% họ nói rằng là nó không có ảnh hưởng gì hết. Đó, thì quý vị nghĩ như thế nào về cái câu hỏi này? Câu hỏi này đối với quý vị thì nếu như dành cho quý vị thì quý vị sẽ trả lời là một là sẽ tăng lạm phát, hai là sẽ giảm lạm phát, ba là nó không thay đổi gì cả. Thì quý vị hãy cho Ngọc biết xem thử là ý kiến quý vị như thế nào quý vị nha. Và Ngọc xin dừng lại cái video này ở đây. À, nói tóm lại thì bản thân Ngọc nghĩ rằng là thị trường nhà đất nó sẽ không giảm sâu. Nó không giảm sâu như thị trường năm 2028, năm 2008 để 9 đâu quý vị. Những ai mà cầm tiền để dành tiền muốn mua nhà thì Ngọc nghĩ rằng là nếu như mình cảm thấy là mình có thể afford, mình có thể trả tiền nhà mỗi tháng được, mình có cái công việc ổn định, và cái căn nhà đó là cái căn nhà mà mình lâu nay mình mơ ước và mình thích cái căn nhà đó thật sự, thì thật sự nếu như có cái nhu cầu ở thực thì cứ mua thôi quý vị. Nếu như quý vị đầu tư, quý vị tính toán kỹ hơn một chút xíu thì có thể là quý vị cân nhắc, còn nếu như mà mình có nhu cầu ở thực thì mình cứ mua. Nếu như bản thân Ngọc hiện giờ Ngọc đang muốn mua một cái căn nhà để ở mà hiện giờ Ngọc không có nhu cầu đó, Ngọc nếu như Ngọc có mua thì Ngọc mua sẽ tính chuyện khác chứ không có mua để ở, thì cái đó là một cái câu chuyện khác nữa. Thì Ngọc xin dừng lại cái video này ở đây, hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo quý vị nha. À, hãy cho Ngọc cái like để ủng hộ quý vị ơi. Bye bye nào.